Hôm 8 tháng 8, Bộ trưởng Kinh tế Mexico cho biết 60% khả năng tiến trình tái đàm phán hiệp định thương mại tự do Bắc Mỹ gọi tắt là NAFTA sẽ kết thúc vào cuối năm nay. Ông Ida Fonseca Guajardo, Bộ trưởng Kinh tế Mexico, là người sẽ tham gia vòng tái đàm phán đầu tiên của NAFTA ở Washington vào ngày 16 tháng 8. Ông Guajardo tin rằng có 60% khả năng tái đàm phán sẽ kết thúc vào cuối năm nay. Đây là thời hạn quan trọng trước khi Tổng thống kế nhiệm của Mexico nhậm chức vào cuối năm 2018. Nếu kéo dài vòng đàm phán, thì NAFTA sẽ trở thành một chủ đề tranh luận trong cuộc bầu cử tổng thống. Anh cũng biết nếu chúng ta chính trị hóa một vấn đề, thì vấn đề đó sẽ trở nên vô cùng phức tạp. Trước đó, Reuters đưa tin vào tháng 7 rằng cả ba phía Mỹ, Canada và Mexico đều muốn kết thúc đàm phán NAFTA trong năm nay năm sau mexico sẽ bước vào bầu cử tổng thống vào khoảng cuối năm sau mỹ cũng sẽ bước vào bầu cử giữa nhiệm kỳ ông guzado cũng cho biết các cuộc đàm phán sẽ bao gồm việc đàm phán thỏa thuận tăng cường xuất khẩu xe hơi mexico sang brazil cũng như mở cửa thị trường ngũ cốc cho mexico ở các quốc gia nam mỹ